Hello ông bà cô chú anh chị em, biết hôm nay là mình đi đâu không? Đoán thử coi. À, mình đang đi lại căn nhà mình đã coi xong rồi. Đó, cái khu nhà mình cũng có cái hồ, hả? Có cái hồ giống như nhà cũ mình đó, giờ là nhà mới. Là tháng sau là mình dọn qua nhà khu nhà mới này nha các bạn. Đó, khu này cũng yên tĩnh lắm nha, đi làm vậy mà bơ phờ luôn rồi chạy lên đây coi nhà. Thì đã đặt cọc rồi, ý không phải đặt cọc là ký tên rồi hết trơn rồi, làm giấy tờ xong xuôi rồi, giờ chờ đúng ngày mình dọn vô thôi. Nhưng mà tới đây mình coi như thế nào trước. Bây giờ đã cái chung cư mình đang ở, mình ở đây đó, rất là đẹp luôn á, khu mới nha, khu mới nè. Đây là bây giờ buổi chiều nè, Lộc với Thấm chạy lên đây coi lại kỹ càng rồi những gì mình cần đem theo thì mình đem theo, những gì không cần thì mình bỏ lại. Đó. Hay là mình mượn cái nhà kho, mình bỏ vô nhà kho khi mình không cần dùng. Đó. Hoặc có cái cara, muốn cara mình bỏ vô. Đó. Ở ngoài này thì đã có bàn barbecue, mình ngồi ở đây mình nướng. Đó, nướng barbecue, mình ngồi ngoài này picnic rồi ngồi ngoài này ngoài trời. Đó. Mà bây giờ là mình giờ đây đó, nguyên cái đường bộ này nè, nó ở đây nó có cái phòng tập thể dục luôn nha, có hồ tắm nè, có chỗ tập thể dục cho mình luôn. Dạ, mình chỗ này chỗ đậu xe parking nè, muốn đậu tự do luôn hả, parking đây là đậu tự do nha các bạn. Thì ở đây thì nó có cổng vô, có số mật mã rồi vô ra, phải có số mật mã mới vào được trong cái khu này hả. Rất là yên tĩnh, rất là an ninh luôn á. Trong cái khu này á thì nó bao rác, bao nước, hết tất cả những thứ, mình cho trả tiền điện thôi. Mình cho trả tiền điện và tiền wifi của mình, vậy hai thứ đó mình trả thôi, như trả tiền nhà. Thì mình thấy không, cảnh thoải mái, ở thoải mái khỏi nhức đầu, vui vẻ. Trong cái nhà gỗ đó nha, không đây đẹp, lạnh lắm á, lạnh lắm đó, không có lạnh đâu, ba sợ lạnh không, anh không có đem mình đâu, không đem màn á, thì mình mua màn nha. Thì sẽ dọn về đây nha các bạn. Sẽ dọn về đây, mình tháng sau sẽ về đây rồi. Thì cái cũ đi thì cái mới tới nha các bạn. Đó. Anh này thích đây rồi đó. Nó thích nhà lầu. Đó, khung cảnh là rất là thanh tịnh, rất là đẹp mắt. Để vừa đẹp mắt mà vừa mát mẻ, thoáng, sạch sẽ. Đó, an ninh, có vào cổng luôn này kia, rất là an ninh, rất là trật tự luôn á. Thoải mái, khỏi bị áp lực bởi tinh thần. Rất là sáng sủa sạch sẽ luôn đó nha các bạn, đi đường nào cũng vậy. Chỗ này là có security, có cảnh sát giữ cửa luôn, an ninh, vừa giữ an ninh luôn đó nha. Con khu này rất là đẹp luôn á. Phải không các bạn, đó đây có picnic nè, party này kia, mời bạn bè tới, mình ra đây mình ngồi, hay là buổi chiều mình tản bộ, mình ra đây tản bộ. Thì cũng như Lộc đã nói, ở đây nó có đầy đủ điện nghi hết, có phòng để tập thể dục này đó, là cái đó là trước tiên đó, là để ý rồi đó. Tập rồi thể dục, có hồ bơi đó. Đây là đường đi vô ra đó. Đường là đi cổng, là cái cổng nằm trước mặt mình. Mình đi vào, đi vô, đi ra là ngay cái cổng hả. Bây giờ phải có mật mã vào mới được hả. Thấy sạch sẽ không, mát mẻ, thoáng dễ sợ luôn, rất là vui. Cổng mở ra, chạy xe chạy vô chạy ra vậy đó, đi thoải mái. Đây là có xe cảnh sát không, đậu đây đó. Phòng tắm nè, phòng thể dục nè, nó thể dục ở đây, trung tâm thể dục.
chỗ này nó có trung tâm thể dục nè, đó chúng ta rồi hồ bơi, đó những cái bàn ghế picnic đồ, bàn ghế ra đây có dù che sẵn luôn, ở đây nó có sẵn hết cho mình hết tất cả luôn nè, đó cũng giống như cái khách sạn 5 sao á. Mặt mình ở đó những cái building sắp mở lên, đó, không biết là cái gì, cái chung cư hay là cái những cái company nào nó mở lên hay sao đó. Đó thì ở đây là cái ngoài bà kinh, ở ngoài văn phòng, đó, ở trong ngoài đó, ra khỏi cổng thì nó cái bên ngoài nó sẽ như vậy nha các bạn. Rồi đi bây giờ đi coi nhà xong xuôi và về nhà rồi nha, đi về tới nhà rồi là bây giờ là 9:50 tối rồi đó, về tới nhà rồi thì giờ và để một cái clip ngắn nhỏ nhỏ thì lên để cho các bạn xem. Thì đó là cái chỗ mà Lộc sẽ Lộc với Thắm sẽ dọn tới cái khu nhà đó ở. Thì trong cái trong khu đó thì các bạn đã thấy rồi, cái phong cảnh ở đó rất mát mẻ, sạch sẽ, thoải mái. Chỉ là cái phần hai cái là cái áp lực của mình dọn đi thì nó sẽ theo thoải mái hơn khi mà là trong cái căn nhà này, vì có nhiều cái lý do ở bên trong. Cái đó là chuyện lúc trước khi Lộc dọn, là Lộc dọn về căn nhà này, giữa chuyện ly dị của Thắm và chồng cũ thì vẫn còn dính líu thì bên trong căn nhà này, cho nên thì tốt nhất là mình dọn đi cho nó im chuyện. Thì căn nhà này xử sao đó xử giữa hai người, thì theo Lộc thì dọn đi thì cho nó im chuyện, cho nó tốt đẹp hơn nha các bạn. Đó là cái phần tại sao lý do Lộc không đi vào những cái chi tiết bên trong, thì chỉ nói đơn giản như vậy để cho các bạn đã hiểu rồi. Thì đó thì Lộc sẽ dọn đi ra khỏi dọc vào Thắm và đi lên tới cái căn nhà mới đó. Thì còn căn nhà này thì sẽ như thế nào thì giữa hai người đó thì giải quyết với nhau. Thì chuyện của Lộc là chỉ dọn nhà chuyện tương lai thôi, chuyện bây giờ thì để cái chuyện đó là giữa hai người. À, thì đó thì công việc của Lộc ngày hôm nay, Lộc sẽ có một cũng là một cái tin vui, cũng là một cái tin mừng về công việc của Lộc làm. Thì đúng lý ra đó là ngày hôm nay cái người mà Lộc take care đó sẽ hai người đó cái người bệnh nhân đó với cái hai vợ chồng đó bất mãn về công ty của Lộc làm. Có nhiều cái chi tiết bên trong người ta muốn đổi công ty khác, mướn người khác làm. Nhờ rồi xong cái là tới trước khi Lộc tới đó là đã xảy ra những cái những chuyện không vui bên trong. Thì trước khi Lộc tới thì hiện bây giờ Lộc take over cái job đó Lộc làm. Thì khi mà Lộc làm cho hai vợ chồng đó, người bệnh nhân đó rất là vui, rất thích hợp với Lộc, rất hợp tánh Lộc. Cho nên người ta rất là vui thì sự phục vụ của Lộc, Lộc tiếp đãi ân cần phục vụ cho những người bệnh như thế nào người ta thích Lộc, người ta gọi lên công ty. Đáng lẽ đúng ra là người ta đã gọi công ty khác người ta làm, mướn những người khác làm rồi, đổi công ty làm rồi, nhưng vì lý do đó mà người ta ở lại cái công ty, là người ta gọi lại công ty, người ta nói là tôi chỉ muốn người này là Lộc làm cho người đó từ nay trở đi, không cần mướn người nào khác, không cần chuyển người nào tới nữa, tại vì cái công việc của mình làm á, là thường hay đổi người, thay phiên người này người kia để tới lui để giúp bệnh nhân. Thì ví dụ như người này làm mấy tiếng người kia làm mấy tiếng, thay đổi hoài liên tục như vậy, hay là người này làm mấy ngày người kia làm mấy ngày, thay đổi liên tục như vậy, cho nên nhiều người người ta mắc mạng. Và cũng như mỗi lần tới rồi người này có nhiều kinh nghiệm, người này không có kinh nghiệm, hay là người phục vụ không được chu đáo, thí dụ những cái chuyện lật chặt nhỏ nhặt như vậy, hay là cứ ngồi nói chuyện điện thoại thường xuyên. Cho nên hai vợ chồng này, người bệnh này không thích những cái chuyện đã xảy ra, đã có những chuyện tương tự và nhiều người như vậy, cho nên không thích đó. Thì khi mà Lộc tới thì Lộc cũng có nghe, thì đã làm đã phục vụ cho hai người, cho người bệnh đó, thì người bệnh nó rất là thích, rất là vui vẻ, thì gọi là công ty của Lộc.
và đang làm thì là người đó nói là ok, giờ tao không muốn đổi công ty nữa, tao nếu mà tụi bay chỉ đưa thằng người Lộc này lên cái chỗ là mỗi ngày là cho làm cho tao thì tao sẽ ở lại công ty đó. Thì người bệnh đó, người vợ của người bệnh đó gọi lên cái công ty thì nói như vậy đó. Thì bây giờ á, giống như tương tự thì Lộc giống như là Lộc đã có full time rồi, Lộc làm như là full time cho tới mỗi ngày làm luôn thứ bảy chủ nhật, làm luôn là liên miên làm mỗi ngày luôn đó, là mỗi ngày sáng, nhưng mà cũng là part time thôi. Nhưng mà từ tại vì cái giờ của người ta cần á chỉ 8 giờ, cái giờ của Lộc làm á thì cái người đó cần giờ thì từ 8 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa thôi. Vì lý do gì của chỉ cần có 4 tiếng đồng hồ mỗi ngày, Lộc không biết, nhưng mà Lộc chỉ làm từ 8 giờ tới 12 giờ, mà từ giờ phút này trở đi cho tới khi nào người ta không cần mình nữa thôi. Đó là làm liên tục mỗi ngày, không có ngày nào nghỉ hết. Nói nha các bạn, đó là một cái tin vui là Lộc có cấp chấp làm mỗi ngày, chứ không phải là làm một người này xong 2-3 bữa rồi nghỉ một bữa, 2 bữa. Thường xảy ra trong cái chấp làm, mình nhất là người mới, nhất là mình là người mới cho nên không có cái tiêu chuẩn mà để mà đi làm mỗi ngày đó, phải đợi, phải làm cho đúng thời gian nào hoặc cái thời gian nào đó, 3 tháng, 6 tháng ví dụ nào đó thì Lộc không có rõ, tình mới được cái full time, mới làm được hoàn toàn. Nhưng mà cái này á, là người bệnh người ta đòi hỏi mình phải làm cho người đó từ giờ phút này cho đi từ 8 giờ tới 12 giờ mỗi ngày luôn, không thiếu ngày nào hết. Thì người ta rất thích Lộc làm công việc đó, phụ người bệnh đó, làm chăm sóc người bệnh. Thì cái gia đình đã thấy Lộc làm có khả năng làm, có đủ phục vụ rất là tốt cho người bệnh, thì người ta rất là thích, người ta rất là mến Lộc. Cho nên là người ta đòi hỏi là Lộc bắt buộc Lộc phải là ở lại cái chỗ đó làm cái mỗi ngày cho người đó, chỉ mình Lộc thôi, chứ không còn bây giờ từ giờ phút này đi là không có người thứ hai nào đặt chân vào cái nhà đó, trừ khi có mình Lộc thôi. Nếu mà Lộc mà không làm, người ta sẽ gọi cancel hết tất cả, người ta sẽ kiếm công ty khác người ta làm. Cái đó cũng là một cái tin vui cho mình, có công ăn việc làm của mình. Thứ nhất đó là mình có việc làm, có đồng tiền vô đồng tiền ra, với lại mình cũng thích làm, đúng không? Mình cũng mến cái gia đình đó, mình cũng thích làm phục vụ cái người lớn người tuổi như vậy, mình rất là vui. Lại thứ hai nữa, mình rút kinh nghiệm để mình săn sóc những người già như thế nào, mạnh tay nhẹ tay, hay là những cái máy móc, những cái, tại vì ở Mỹ này có cái điều lợi, cái là làm mặt máy móc nhiều hơn là làm những cái thứ mặt lặt vặt á, thì mình làm tay. Còn những cái thứ mà nặng, thứ mà khiêng người bệnh mà bị cũng như là nằm liệt giường, thí dụ như vậy, nó đều có cái máy đem cũng như cái cạo tới cái móc lên này, móc cả cái làm cái như cái giỏng như móc lên, rồi kéo cái người là bệnh lên rồi đem bỏ lên xe lăn. Thì có máy móc làm hết, chứ mình không có khiêng tay khiêng chân gì, là có máy móc kéo làm. Thì mình chỉ là như thay áo thôi, quần áo liền, thí dụ như vậy. Thì miếng chân là vật nhỏ nhặt mình làm, còn nặng nhọc thì có máy móc làm hết, cho nên rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng, không có gì cổ. Nhưng mà cái mình làm á, mình có tỉ mỉ hay không thôi. Mấy công việc này phải đòi hỏi mình phải tỉ mỉ, phải nhẹ nhàng, chứ lúc mà cái bệnh nhân đột nhập, bệnh nhân nó đau nhất chỗ nào mình phải tỉ mỉ, phải nhẹ nhàng, tùy theo chỗ cái nhạy cảm của cái chỗ bệnh đó. Cho nên cái người bệnh đó với cái người hai vợ chồng đó rất là mến Lộc, thì thấy Lộc làm ra siêng năng, rất là vui vẻ tâm sự nói chuyện với người bệnh thì người ta cảm thấy thoải mái, dắt ra đi bộ này kia rồi thấy người ta thấy thoải mái, người ta thấy vui vẻ thì người ta mến Lộc, mới bướng Lộc làm liên tục như vậy mỗi ngày luôn đó. Làm cho tới khi nào thì không biết, tới khi nào thì Lộc dọn nhà đi thôi. Thì Lộc nói Lộc dọn nhà đi thì vào tháng tới, thì người ta tới khi nào tôi đi rồi người ta mới tính tiếp. Hy vọng rằng là người đó sẽ ngày mai Lộc sẽ đi làm tiếp tục. Thì Lộc làm 2 ngày rồi, thì đáng lẽ là ngày mai là không có làm, nhưng vì người ta mến Lộc, người ta muốn giữ Lộc lại, là Lộc tiếp tục làm để phục vụ, để giúp đỡ những người như vậy. Tại vì cách Lộc làm phục vụ cho cái người bệnh đó thì người ta mới đòi hỏi như vậy nha các bạn.
hơi dài dòng quá, mình nói hơi dài dòng quá, nhưng mà nó tóm tắt lại thì là như vậy đó. Thì mình vui là mình có công ăn việc làm, dù là công việc nào cũng vậy, thấp hèn cao quý cũng vậy, cũng là đồng lương đồng tiền mình kiếm từ mồ hôi nước mắt mình ra, mình cảm thấy vui vẻ, đồng tiền đó mình về mình nuôi gia đình của mình đó. Chứ những người vui, người thân của mình không có cảm thấy cái đồng tiền đó mà có cái cảm giác không vui. Cái này là cả đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình tạo nên, mình rất là quý, cho dù không nhiều nhưng cái đó là để tạo niềm tin, để tạo sự hạnh phúc cho gia đình nha các bạn. Thế rằng là vậy, cái đồng tiền đó không đáng là gì, không đáng không có bao nhiêu, nhưng mà đối với Lộc, đối với gia đình của Lộc, những người xung quanh Lộc, nhất là Thấm và những người xung quanh Lộc, thấy cái đồng tiền Lộc tạo nên bằng đôi tay của mình, người ta rất là quý mến. Thế vậy Lộc cũng thấy hãnh diện với cái đồng lương của Lộc làm, đợi mới công việc của Lộc làm. Cho nên dù muốn dù không, ở Mỹ này bạn không làm là ngủ ngoài đường, đơn giản. Hay là hoặc là bạn sẽ trở thành những người vô gia cư đơn giản, rất là dễ dàng. Chỉ không có công ăn việc làm là, cái dù bạn có tiền trợ cấp, không phải, đâu phải là dễ xin tiền trợ cấp. Bạn có tay có chân mà điều kiện của bạn, những câu hỏi nó đặt ra nó hỏi bạn. Và với điều kiện bạn phải có đầy đủ giấy tờ, bạn phải có này cái kia, có công ăn việc làm hay không này kia, thì với điều cái đầy đủ điều kiện hết nó mới cho bạn những cái, như là bạn ví dụ như những người vô gia cư là phải có giấy tờ này kia nó mới cho được trợ cấp cho bạn những điều. Khi mà bạn người một lành lẫn bình thường mà đi xin tiền trợ cấp, nó không bao giờ cho những các bạn. Bạn phải có cái bệnh gì hoặc là cái gì đó nó mới cho các bạn cái tiền trợ cấp đó, cứ không. Nhưng mà đối với Lộc, cái đồng lương này và hiện tại cuộc đời của Lộc thì Lộc rất là quý. Đi không phải là cái đồng tiền mình làm nên nó quý, cái chỗ là mình quý cái công việc của mình làm, mình quý những người xung quanh mình, mình thương những người xung quanh mình, cho nên cái đó mới đem lại hạnh phúc cho gia đình của mình với cái đồng lương của mình làm, và với cái sở thích của mình, nó là một cái công ăn việc làm của mình làm, nó là hai đó. Cho nên mình rất là thương mến. Với lại Lộc cũng đã từng làm những cái công việc này ở những bệnh viện tâm thần, Lộc đã từng đi vào bệnh viện tâm thần, Lộc hiểu được, cho nên Lộc thấy được và Lộc đã từng làm qua, cho nên Lộc thương mến những người như vậy. Cho nên chỉ có nói sơ sơ như vậy để công việc của Lộc làm bây giờ là cho tới khi Lộc làm còn điểm này nữa nha các bạn. Khi mà Lộc trở về cái văn phòng chỗ Lộc làm hồi sớm này đó, khi mà Lộc biết là ngày cuối, nhưng mà đâu có biết được là người bệnh nó gọi cho công ty đã nói trước rồi. Khi mà Lộc chở đem cuốn sổ của bệnh nhân về lại cái công ty thì công ty mới nói cho Lộc biết. Khi mà nói rồi, cái người chủ cái công ty đó mới nói là ok, khi mà mày muốn dọn đi nơi khác đó thì mày báo cho tao biết ngày nào mày dọn đi, tao sẽ viết cái thư, cái đơn cho mày, để giới thiệu cho mày một công ăn việc làm khác cũng tương tự như vậy, cũng giống như cái công ty của bà làm, của người này làm, mà ở chỗ mà Lộc đi tới, sẽ dọn nhà tới chỗ đó, người ta sẽ giới thiệu công ăn việc làm của Lộc tới nhà cái thành phố Lộc ở, đi tới đó người ta sẽ giới thiệu luôn. Cái đó là cái nói lên, đã nói lên cái sự Lộc làm như thế nào cho công ty trong đây mới viết một lá thư giới thiệu như vậy cho Lộc, để có Lộc thêm có một công ăn việc làm. Thì Lộc rất cảm ơn bà chủ chỗ mà Lộc làm, Lộc cảm ơn người đó đã hứa với Lộc lại viết lá thư để giới thiệu công ăn việc làm cho Lộc. Cái đó là cái điểm thứ hai Lộc muốn nói, rất là vui về cái điểm này nha. Thì bao nhiêu vậy, có chút xíu công chức tâm sự với các bạn về đời sống của Lộc và gia đình của Lộc trong tương lai này, tháng tới này sẽ như đi đâu rồi làm gì, thì để sơ sơ chút xíu để cho các bạn hiểu biết thêm và những cái thắc mắc Lộc sẽ giải thích từ từ rồi các bạn sẽ tìm hiểu thêm và nhớ đón xem và ủng hộ và bình luận nhiều cho Lộc để Lộc có thêm động viên và để làm cho tiếp tục cuộc sống và hành trình, làm hoàn được cuộc hành trang để mình đi vào cuộc đời mới nha. Đây thì
Độc xin chào các bạn và chúc các bạn một đêm ngủ ngon. Bye bye.